Mời ghé xem. Kẹo hồ lô đây. Dạ, ủa, dùng đi, ghé xem. Xin mời, xin mời. Cô nương mời ghé coi. Mua đây, ở đây chờ tao. Dạ. Ngạo công tử. Là nàng, Lăng Tương cô nương sao? Nè, cô cũng hay thật nha. Cô đã cho hắn uống bao nhiêu thuốc mê mới bắt được tên dâm tặc này vậy? Chỉ cần làm tròn nhiệm vụ là được rồi. Tốt, chứng tỏ cô rất hữu dụng. Ngạo Nhất Hải. Tiểu ma nữ, ngươi muốn gì? Ha, biết gọi ta là tiểu ma nữ vậy chắc biết ta không phải loại cô nương mua vui cho người ta. Không ngờ các ngươi lại to gan đối xử với ta như vậy. Ngươi biết Phương Tịnh tới phá rối chúng ta lại không thông báo tiếng nào. Bà thật ngốc quá, loại người như hắn sao chịu giúp bà chứ. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi chịu hợp tác với Thiên Đạo Chính Giáo chúng tôi, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Ngạo Nhất Hải, ta không phải là kẻ tham sống sợ chết. Ta sẽ không bán đứng trang chủ đâu. Ngươi có phải kẻ ham sống sợ chết hay không thì ta không biết, nhưng ta biết ngươi là một kẻ háo sắc. Huống hồ ngươi cũng ham tài nữa. Ngạo Nhất Hải, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với chúng ta, số châu báu đó đều thuộc về ngươi. Ngạo Nhất Hải này là người rất trọng đạo nghĩa. Đạo nghĩa không biết có đáng giá bằng thứ này không? Ta theo trang chủ bấy lâu nay, ta tuyệt đối không bán đứng ông ấy. Có nghĩa là lấy lòng chứ không lấy vàng rồi. Ê, tiểu ma nữ, người ném hết rồi kìa. Ta cho người biết, nếu người không chịu hợp tác với Thiên Đạo Chính Giáo, có chuyện ta ném người xuống sông đó. Người dám? À, bộ bộ à, giáo chủ nói là phải đích thân huynh tới gặp tên háo sắc này. Ha, cha chịu đích thân ra tay, vui quá đi thôi. Ôi, Lăng phu nhân à, xem ra nữ nhi của bà cũng xinh đẹp giống y như bà ngày xưa. Đa tạ giáo chủ, hy vọng nó không khổ mạng như ta. Cha, có vẻ người ta đang giận cha rồi đó. Thật. Thuộc hạ đâu dám. Thách nàng cũng không dám. Lăng Tương, ngươi hãy ráng tận lực giúp ta đi ha. Được, chỉ cần từ nay giáo chủ đừng làm khó mẫu thân ta. Hey, ta và mẫu thân của cô chỉ là đùa vui thôi. Ra là cô không thích nói đùa. Ý, ra Ngạo Nhất Hải ở đây, xem chút quên mất rồi. À, Ngạo Nhất Hải ngồi qua đây. Đi. Đi mau, mau lên. Nhà lên. Ôi trời ơi, thật ngại quá, bắt người đứng lâu rồi. Nào nào, ngồi 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 ngồi. Ngồi xuống. Người cũng đã lâu không ăn gì ha. Ê, để ta chuẩn bị thức ăn cho người. Người đâu? Hả? Ngươi xem cha ta tốt với ngươi chưa? Cầu thủy tinh là thánh vật của Thiên Giáo chúng ta đó. Cầu thủy bây tinh. Giờ cha ta cho ngươi ăn hết cả mâm. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi phải ăn hết cái mâm này cho ta. Không cần khách sáo, cầu thủy tinh là thánh vật của các người. Hậu lễ như vậy, anh ta làm sao dám nhận chứ? Ta không dám nhận đâu. Nói gì đó, không để mặt giáo chủ hả? Nè, thử chút sợ biết ngon hay không thôi. Không cần đâu. Giáo chủ, tôi nhận lời. Tôi nhận lời. Cũng may cho ngươi biết thức thời ha. Ta sẽ tha mạng cho ngươi lần này ha. Ừ, biết thức thời giáo chủ. Vâng. Xin chào các hương thân phụ lão. Hôm nay đã tạ mọi người tới tham gia đại lễ của Thiên Giáo ta. Hôm nay ta tới đây là muốn chia sẻ với mọi người về trái bí này. Các vị đều biết trái bí này có vỏ, có ruột và có hạt. Ăn vào không lạc, mọi người đều thích trồng. Có phải không? Nói thật lớn tiếng, có thích không? Có thích hay không vậy? Mọi người trả lời đi. Thích. Ngon không? Ngon. Có đẹp mắt không? Đẹp mắt. Thật ra mọi người đã bị vẻ ngoài của nó lừa gạt. Xem đây, trái bí này đã bị hư rồi. Hư rồi.
Cho nên mọi người nhìn đi, đã cho chúng ta thấy, chúng ta không nên để cho vẻ bề ngoài hào nhoáng lừa gạt. Phải. Hôm nay ta mời một người tới nói về trải nghiệm của hắn. Hắn ta chính là Ngạo huynh đệ. Ngạo tổng quản. Đúng vậy, hắn chính là Ngạo Nhất Hải của Hiền Đức Sơn Trang. Đa tạ giáo chủ cho ta có cơ hội lên tiếng. Các vị, chắc các vị lấy làm lạ, tại sao ta lại đứng ở đây nói chuyện với các vị? Đó là vì ngày hôm nay ta đã tìm được chính mình rồi. Điều đó phải đa tạ Hắc Liên giáo chủ cho ta cơ hội tái sinh, hướng ta vào chính đạo. Đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Tốt lắm, tốt lắm. Nè, ngươi hãy kể chuyện Hiền Đức Sơn Trang cho mọi người biết đi. Hiền Đức Sơn Trang, ta chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là dâm tiện. Con người của Tư Mã Tung Hoành, ngoài miệng thì khăng khăng vì nhân nghĩa, thực tế thì hắn không biết liêm sĩ là gì. Đó, trong sơn trang, trên có tổng quản, dưới có các đệ tử, ai nấy đều gian ác dâm loạn. Lục Nghệ Cư chính là nơi họ tới để mua vui. Tư Mã Tung Hoành không muốn chuyện này đồn ra ngoài, cho nên đã tiêu diệt Lục Nghệ Cư, tàn sát những cô gái yếu đuối. Chuyện này ta cứ để trong lòng rất lâu. Là lỗi của ta, là lỗi của ta đã theo Tư Mã Tung Hoành mười mấy năm nay. Ngạo Nhất Hải, tên đê tiện này dám nói xấu Hiền Đức Sơn Trang hả? Bình tĩnh. Người có giỏi theo ta về Hiền Đức Sơn Trang đối chứng với trang chủ. Hiền Đức Sơn Trang quả thật làm nhiều chuyện bại hoại đạo đức, ta không hề nói dối. Kẻ bại hoại đạo đức chính là ngươi đó. Ngươi còn dám ở đó nói bừa nữa hay sao chứ? Còn nữa, Tư Mã Dục Văn có tư tình với đại tẩu. Chuyện gì sao? Tình phản đồ này, ta đánh chết ngươi nè. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trang chủ tốt với ngươi như vậy còn dám phản bội hả? Nhóc còn dám tới đây quấy rối hả? Chơi người cùng phe đó. Người cùng phe. Cùng phe hả? Cùng phe sao? Cùng phe đi. Giáo chủ đúng là võ công cao cường. Cao cường. Các vậy, ta quay trở lại chuyện chính. Thử hỏi một sơn trang đồi trụy tệ hại như vậy làm sao lãnh đạo quần chúng chứ, có phải không? Ngày mùng 7 tháng 8 là ngày bổn giáo chủ quyết đấu với Tư Mã Tung Hoành, mong các vị ủng hộ cho tôi. Rồi, được rồi. Đứng lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi gì? Lần trước người bịt mặt cứu ta là ai vậy? Là người bịt mặt đó là ai cô không biết à? Thì hắn là người không muốn cho cô biết thân phận của hắn thôi, cho nên hắn mới bịt mặt lại. Cô truy hỏi làm cái gì chứ? Ngươi còn không nói, có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Nè, chúng tôi đã cứu cô đó, cô lấy quán trả ơn sao? Được, ngươi đi đi. Vậy ta đi đây, tiểu ma nữ. Thua chưa hả? Gì nữa đây? Sao nhanh dữ vậy? Ta suy nghĩ lại, không muốn thả người đi dễ dàng như vậy.